Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sam Brahma Chaloka Thibati Sahambati Katang chari anthi warang aya chatham Santi thasat tap barachak khajati ka De se tu thammang anukam bimang bachang Sat tham ma phê rinh quy na danh cha ca giang Sụt tánh cha bàn thăng a phi tham ma chăm măng A cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng Bạp bố tha này nhé bà ri sa và mạnh chêm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh thử mic. Dạ, con xin dâng mic đến sư ạ. Sau đó con sẽ đọc bản chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học cái qua phần Kinh Tương Ưng chương 3, Tương Ưng Cô Xá Lá phẩm thứ nhất. Cái bài thứ nhất là Tủ Trẻ. Trước khi vào phần học hỏi chia sẻ Phật Pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức nhờ mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy ca chi thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Thăng An chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì bây giờ xin cô Kim Nhung Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, rồi sau đó sư sẽ giảng giải chia sẻ thêm về cái ý nghĩa câu Phật ngôn trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ mời cô Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Dạ.
Em cảm ơn chị Như Quang đã đăng bài ạ. Dạ, sa thú, sa thú. Con xin đọc bài. Bài 1, tuổi trẻ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn, chú ở Sa Quát Thí, Xá Vệ, Chê Tá Quán Ná, Thắng Lâm, tại vườn ông Anna Thá Bin Bí Cá, cấp cô độc. 2. Rồi vua Bá Xê Ná Đí, Ba Tư Nặc, nước cô Xá Lá, Kiều Tát Đa, Kiều Tát La đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 3. Ngồi xuống một bên, vua Bá Xê Ná Đí nước Cô Xá bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama có tự cho mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không? 4. Thưa đại vương, nếu có ai có thể nói một cách chân chánh là mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời người ấy phải chính là ta. Thưa đại vương, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. 5. Thưa tôn giả Gotama, có những vị sa môn, bà la môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo pháp được quần chúng tôn sùng, như ngài Vurana Kassapa, Makkhali Gosala, Nigantha Nata Buddha, Sanchaya Belathi Buddha, Kakutha Cách trà giá ná, Achita kề sắc cầm bá lá. Khi con hỏi các vị ấy có tự xem là đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không, thời họ đã trả lời không tự xem mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy làm sao tôn giả Gotama trẻ tuổi, sanh sau đẻ muộn và chỉ mới xuất gia lại tự cho mình như vậy? 6. Thưa đại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thế nào là bốn? Thưa đại vương, khách ti giá trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa đại vương, tỳ kheo trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thế Tôn nói như vậy. Nói xong, bậc thiện thể lại nói thêm như sau. 8. Sanh dòng sắc đế lị thuộc quý tộc, danh xưng, chớ khinh thường là trẻ, chớ miệt thị là nhỏ. Vị sát đế lị ấy để lên ngôi vua, làm chúa tể loài người, trị vì cả quốc độ. Vị ấy nếu phẫn nộ, dùng vương phạt ra hình, ai bảo tồn mạng hình, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né vị ấy. 9. Ở làng hay là rừng, có thấy rắn bò qua, chớ khinh thường rắn trẻ, chớ miệt thị rắn nhỏ. Cao thấp hình sai biệt, rắn sống đầy nhiệt khí, bị tấn công nó cắn, kẻ ngu cả nam nữ, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né loài rắn. 10. Lửa cháy đầy khát vọng, lửa đốt thiêu đốt cháy, chớ khinh thường lửa trẻ, chớ miệt thị lửa nhỏ. Lửa được đồ bén cháy, liền cháy to cháy lớn, bị tấn công lửa đốt, kẻ ngu cả nam nữ, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né lửa cháy. 11. Khu rừng bị lửa đốt thiêu đốt cháy, sau nhiều đêm và ngày, rễ mầm lại mọc lên. 12. Còn tỳ kheo trẻ giới, nồng cháy với nhiệt tình, nhưng không con không cái, không của cải truyền thừa, không con không thừa tự, như thân cây ta la. 13. Do vậy người hiền trí tự thấy hạnh phúc mình, đối với rắn và lửa, danh xưng sắc đế lị
vị tỳ kheo trì giới, với bốn vị kể trên, hãy biết cách cư xử chân chánh và tốt đẹp. 14. Khi nghe nói vậy, vua Bát-xê-na-đí nước Cô-xa-la bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng, những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Dạ, phần chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, giờ này con xin dâng mic đến sư, dạ, để sư giảng giải bài Pháp ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thật cảm ơn cô Như Quang đã, và cảm ơn cô Kim Nhung đã đọc phần chánh kinh trong bài học ngày hôm nay. Thì quý vị biết rằng thường thường trong đời sống thế gian, người ta hay nhận định qua cái hình tướng bên ngoài, nhưng mà có nhiều lúc đó, cái sự nhận định đó nó không có chính xác. Thì ở đây là vua Bát-xê-na-đí Ba Tư Nặc xứ Cô-xa-la Kiều Tắc La đã nói lên cái thắc mắc, cái nhận định của mình, tức là đối với những cái vị mà giáo chủ của các ngoại đạo đó, vì biết là những cái người này là cao niên, cái thời gian tu tập xuất gia cũng rất là lâu, đồ chúng rất là đông. Nhưng mà những cái vị này đó là không có nhận mình là bậc chánh đẳng chánh giác. Còn Đức Thế Tôn á, thì quý vị nhớ rằng khi mà ngài chứng quả vị chánh đẳng chánh giác, lúc đó mới có 35 tuổi thôi. Cho nên là so với cái tuổi tác của các cái vị mà giáo chủ các cái ngoại đạo thì một cái vị mà còn rất là trẻ. Rồi cái thời gian mà ngài xuất gia chỉ có 6 năm. Khi mà ngài lìa bỏ cúng vàng điện ngọc để tầm cầu con đường giải thoát, lúc đó ngài mới có 29 tuổi. Trải qua cái thời gian theo học, rồi hành đạo, rồi thực hành các pháp môn khổ hạnh, nhưng mà ngài thấy không có đạt đến cái sự giải thoát, ngài từ bỏ và ngài đã trở lại thực hành theo cái con đường trung đạo, theo cái suy tư của ngài, và ngài đã đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên đó là có nhiều người họ hoài nghi về cái quả vị của Đức Phật. Cho nên trong cái đời sống chúng ta đừng bao giờ đánh giá con người qua cái hình dáng bên ngoài. Thì cái thời kỳ Đức Phật cũng có rất nhiều cái câu chuyện mà người ta không có tin vào cái sự đắc quả, chứng quả cao thượng, chánh đẳng chánh giác của Đức Thế Tôn. Thì như cái câu chuyện mà khi mà Đức Thế Tôn tế độ cho mấy anh em của Cát Sa Bá, thì mấy vị này là
cũng là lớn tuổi, những cái đạo sĩ thờ thần lửa. Nhưng mà nhờ cái duyên mai đó, những cái duyên từ quá khứ, cho nên là Đức Thế Tôn đã đến tế độ cho ba anh em Kassapa từ bỏ cái con đường mê lầm tà kiến và xuất gia dưới cái sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, và đã đạt đến thánh quả A La Hán. Cho nên một lần khi mà đi cùng với chư tăng, trong đó là những cái vị mà đã xuất gia theo giáo pháp, là đệ tử của ngài Kassapa đó, thì khi mà đến một cái ngôi làng đó, thì cái hội chúng mà họ phân dân, họ không biết ai ai là Đức Phật. Vì thấy Đức Thế Tôn là còn trẻ, trong khi mà cái vị Kassapa đó thì là lớn tuổi hơn, cho nên những cái tâm tư của hội chúng là họ hoài nghi, họ phân vân, họ không biết ai là Đức Phật. Thì biết được cái tâm tánh của cái hội chúng thì Đức Thế Tôn mới nói với ngài Kassapa là: này Kassapa, hãy nói lên là ngươi đã quy ngưỡng theo cái giáo pháp của ai và ai là đạo sư của ngươi. Thì lúc đó ngài Kassapa mới dùng thần thông, bay lên nửa cây ta la, rồi nói lớn lên là con đã quy ngưỡng với giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, ngài là bậc đạo sư của con. Rồi dùng thần thông bay lên trên một ngọn cây ta la, rồi là bay lên đó là một khoảng hư không mà bằng nửa cây ta la nữa. Thì ba lần như vậy đó, rồi ngài mới hạ xuống đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Thì từ đó cái phá tan cái hoài nghi, phá tan cái hoài nghi về cái hội chúng họ nghi ngờ, họ thấy cái vị này là một cái vị giáo chủ mà đã từng là vị giáo chủ của một cái bộ phái mà bây giờ đã quy ngưỡng với Đức Phật, thì chắc chắn đây là một cái vị mà chánh đẳng chánh giác. Thì cũng vậy, rất nhiều lần có những khi đi hoằng quá, thì có nhiều người họ thấy cái dung mạo của Đức Thế Tôn còn trẻ, cho nên là họ hay hoài nghi về cái sự chứng đắc của Đức Phật. Cho nên đó là trong đời sống đó, chúng ta đừng có bao giờ xét đoán một cái người mà qua cái hình dáng bên ngoài, không? Cũng vậy á, vì thấy rằng có nhiều người họ đạt được cái bằng cấp, ví dụ như những cái người là đạt đến cái bằng cấp mà cái học vị là tiến sĩ, thì có người rất là già lớn tuổi, không, khoảng 40-50 tuổi, nhưng mà có những người họ đạt đến cái học vị tiến sĩ mới có 30 mấy tuổi thôi. Cho nên là có nhiều vị tiến sĩ thì nó còn rất là trẻ, nhưng mà có nhiều khi người ta không có tin, tại vì thấy cái vị này còn trẻ quá mà sao mà gọi là tiến sĩ.
Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái đời sống là cái phước trí của mỗi người nó khác nhau. Cái phước của mỗi người nó khác nhau. Có những người thì cái sự phát triển về cái trí tuệ nó chậm, nhưng mà có những người cái sự phát triển trí tuệ nó rất là sớm. Rồi cũng vậy á, trong cái đường tu tập cũng vậy, thì có những vị mặc dù thời gian xuất gia rất là lâu, niên cao lạp trưởng, nhưng mà không có chứng đạt một cái đạo quả nào ấy. Còn có những cái vị sa di, những cái vị tỳ kheo trẻ, nhưng mà lại trở thành cái bậc thánh lậu. Thì cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại tiền á, cũng có rất nhiều. Cho nên là trong cái bài kinh này á, Đức Phật nói là không nên xem thường, không nên xem thường những cái vị sa di, những cái vị tỳ kheo trẻ, vì có những vị đã tạo trữ cái phước báo công đức, chứng đắc quả vị A La Hán rất là sớm, mà khi mà còn cái tuổi trẻ đó. Thì trường hợp là vì không có hiểu biết, cho nên là cái hàng cư sĩ á, thường cứ ngỡ là mấy cái vị mà trưởng lão niên cao lạp trưởng là mới đáng kính trọng, còn những cái vị sa di, những vị tỳ kheo trẻ đó, thì chưa có cái thời gian tu tập chưa có được bao lâu, cho nên hay xem thường. Thì cũng có trường hợp mấy vị cư sĩ đến đùa giỡn do đâu các cái vị sa di, nhưng mà những cái vị này đã chứng đắc quả vị A La Hán, hoặc là có trường hợp cái vị tỳ kheo trẻ này cũng đã đắc quả A La Hán, nhưng mà những cái người cư sĩ cận sự nam cận sự nữ không có hiểu biết, cho nên cũng cũng có ý là khinh thường, xem thường cái vị này. Cho nên Đức Phật đã khuyên dạy về những cái điều này, để chúng ta không có nên xem thường bất cứ một cái vị nào hết. Vô tình mà nếu mà chúng ta xem thường, khinh thường những cái vị mà chứng đắc cái quả vị thánh, thì nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Đó là cái lời cảnh tỉnh của Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng gì, tức là không có khinh thường cái không có khinh thường cái vị mà sát đế lỵ còn nhỏ. Thì sát đế lỵ còn nhỏ đây là những cái vị mà ở trong hoàng tộc Thích Ca nha. Mình chớ có nên là khinh thường những cái vị đó, tại vì có thể mặc dù cái vị này cái tuổi còn trẻ, nhưng mà biết đâu chừng cái phước của người ta có, sau này là được trở thành thái tử rồi lên ngôi vua ha. Mà bây giờ mà mình có cái thái độ khinh thường thì tới chừng mà ổng lên ngôi làm vua đó, ổng có quyền lực đó, thì rất là nguy hiểm. Thì bằng chứng là cái ông vua mà Quý Đu Đáp Phá cũng là con của vua Bát Xê Na Đí. Thì vì vua Bát Xê Na Đí muốn kết thân với cái hoàng tộc Sắc Đế Lỵ, cho nên là đức vua đã cầu hôn. Nhưng mà cái dòng Sắc Đế Lỵ, dòng Thích Ca đó, thì họ không có muốn mà
mà cái dòng họ của họ bị lai tạp. Do đó đó, mà có một ông hoàng đó, là cái thời niên thiếu ổng ấy mới đánh đôi đánh bạn với một cái kẻ tồi tớ, đánh đôi đánh bạn với kẻ tồi tớ đó, thì hậu quả là sanh ra một cái người con gái. Cho nên là khi mà đức vua Bassanidi cầu hôn đó, thì trong hoàng tộc Thích Ca đó, họ không có muốn con cháu họ gả ra bên ngoài. Cho nên là mấy chọn cái cô mà con gái của cái nữ tỳ này đó, gả qua cho chùa Bát Sen nó đi, thì cô này mới sanh được một đứa con trai. Thì khi một lần cái cậu này đi về thăm bên bên ngoại á, thì ở bề ngoài thì cái dòng tộc Thích Ca đó, thì tỏ vẻ ra tôn trọng, tại vì á, là vua Bát Sen nó đi cũng có sự nghi ngờ, cũng có nghi ngờ, cho nên là cho những cái người dò xét coi có phải là cái bà hoàng hậu này là phải là con của những cái người hoàng tộc ở trong dòng Thích Ca hay không. Thì bên ngoài thì họ cũng có vẻ là cũng như tôn trọng cái vị hoàng tử này đó. Nhưng mà cái vị hoàng tử này vô tình để quên cái thanh gươm, thì sau khi mà đi một đoạn đường rồi đó, mới sai quân hầu trở lại để lấy cái thanh gươm của mình, thì vô tình á mới nghe những cái người tôi tớ, những cái người hầu của cái ông hoàng, mà ông ngoại của cái vị hoàng tử này, mới nói là thứ đồ con của người hầu mà cũng mày đặt thế này thế khác. Rồi mấy người đó mới lấy cái sữa tươi rửa cái chỗ ngồi của cái vị hoàng tử Quý Đu La Phá. Thì sau khi mà nghe quân hầu nó kể lại cái câu chuyện á, thì ông vua Quý Đu La Phá này đã kết quán với cái dòng họ Thích Ca. Đó, cho nên là khi mà vua Bát Xê nó đi Băng Hà và Quý Đu La Phá đã được lên ngôi làm vua xứ Cô Xá Lá. Thì sao? Thì Quý Đu La Phá đem quân trở về để truy sát dòng tộc Thích Ca. Là cái nguyên nhân là gì á? Khinh thường mình hồi mình còn trẻ tuổi à. Đó, thành ra đó, đây là một cái lời minh chứng về cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên đó, trong đời sống đó, chúng ta đó, đừng bao giờ sanh tâm cống cao ngã mạn mà xem thường bất cứ một cái người nào đó. Tại vì á, mỗi chúng sanh có cái phước riêng. Bây giờ á, là cái vị này còn trẻ tuổi, nhưng mà biết đâu chừng cái phước nó có, mai mốt phát triển lên làm những cái ông quan có quyền thế, có thế lực, thì lúc đó thì sẽ đem đến những cái hậu quả không tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên là đừng bao giờ xem thường những cái vị mà niên thiếu. Rồi cái thứ hai là gì? Là đừng bao giờ mà khinh thường cái con rắn nhỏ. Bị gì á, chúng ta đừng nghĩ là cái con rắn nhỏ nó không độc.
cái loại mà rắn độc đó, thì dù là nó còn nhỏ, nó mới vừa ở trong cái trứng nó bò ra đi chăng nữa, nó cũng có chất độc. Đừng có thấy cái con rắn nhỏ mà khinh thường ha. Thì khi mà còn nhỏ, sư cũng có cái suy nghĩ này. À, mình thấy nhiều khi mình thấy những cái con rắn nhỏ mình tưởng đâu là nó không độc. À, nhưng mà đó, trong cái thân thể của nó đã thừa hưởng cái di truyền từ 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 cái loài của nó. Cho nên á, là nếu mà mình mà khinh thường nó, mình đùa giỡn với nó ha, chẳng may mà nó cắn mình một cái á, thì hậu quả rất là khổ đau, mà có thể dẫn tới cái chết ha. Thì một lần lúc đó là đi coi như là đắp kinh nổi. Thì lúc đó khoảng năm 77 78 gì đó. Thì ở đây là cũng may cái con này là cái con rít, chứ không phải là con rít, chứ không phải là con rắn nha. Con rắn thì chắc bây giờ là quý vị không còn nghe sự giảng rồi. Thì một lần đó là đi đắp kinh nổi. Thì sáng đó mới nhận phần đất rồi á, mới đào đất. Đào đất thì ngay cái bụi chuối. Thì cái anh bạn anh đào thì bắt đầu có một con rít ở trong cái bụi chuối nó chạy ra. Con rít này cũng to to, bằng lớn cỡ hơn ngón tay. Thì anh này mới lấy cái giá anh sắn một cái, anh đứt cái đầu. Đứt đầu thì cái đầu nó lọt xuống dưới cái đất đó, bị tháng nắng đó. Tháng nắng thì đất nó nứt ra có những cái kẽ. Anh này anh sắn một cái đầu nó đứt, nó lọt ở dưới cái kẽ đất đi. Thì lúc đó mình cũng tánh tình mình cũng nghịch ngợm mà. Cái mới bắt con rít, cái lấy cái mình của nó đó bỏ vô túi quần, để hồi mới nhát mấy cô mà làm chung đó, cho mấy cổ sợ, để mà mấy cổ sợ, mấy cổ chạy, có nhiều khi té rồi cái nọ đó, để mình đùa nghịch chơi đó. Thì tới buổi trưa đó, lúc đó là gần tới giờ nghỉ rồi, cũng 11 giờ mấy rồi, sắp sửa nghỉ ăn cơm, thì mới đào xuống tới dưới. Thì lúc đó mới cái đầu của cái con rít đó mới ấy ra đó. Thì mình nghĩ là cái đầu này bị sắn đứt từ hồi sáng, lúc 6 7 giờ sáng, mà bây giờ là 11 giờ trưa rồi, chắc nó cũng chết rồi ha. Cho nên mới lượm cái đầu rít lên. À, cái tấm tình nghịch ngợm mà, thì mới đưa cái tay trái thì cầm cái đầu con rít, cái tay mặt á mới lấy cái ngón tay trỏ khều khều ngay hai càng của nó. Thì mặc dù là nó đứt cái đầu mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà nó còn sống chứ nó chưa có chết, cho nên là nó mới quặp cho một cái. Trời ơi, quý vị biết không, thôi ta nói là nó nhức không thể tưởng tượng, coi như là nghỉ nguyên cái buổi chiều đó luôn á. À, cho nên á là trong cái đời sống á, chúng ta đừng bao giờ khinh thường những cái con thú mà nó có cái độc ha. À, dù là cái con rắn nhỏ, cái con rít nhỏ, cái con bồ cạp mà còn nhỏ đó, là nó có cái độc như thường. À, mình đừng bao giờ mình đùa giỡn với nó là sẽ đem đến những cái điều tai hại không lường. Rồi cái thứ ba đó là đừng bao giờ mà mình
khinh thường cái đốm lửa nhỏ ha. Đó, trong đời sống như vậy chúng ta nên hết sức là cẩn thận ha, là đừng bao giờ là đùa giỡn với những cái sự nguy hiểm. À, hồi đó thì ta nói sao, à mình khinh thường, mình đùa giỡn với lửa thì có ngày mình sẽ bị phỏng ha. À đó, đùa giỡn với lửa thì có để đem đến, dẫn đến những cái tai hại khôn lường ha. Đó, cho nên á là dù cho một cái đốm lửa nhỏ mà nó vừa bộc phát, nó vừa cháy lên thì mày phải kịp thời mình dập tắt, chứ đừng nghĩ ô cái đốm lửa nhỏ không sao ha, thì nó sẽ đem đến nhiều cái điều tai hại đó. Quý vị thấy rằng á, có nhiều cái chợ người ta làm cái bàn thờ ông thần tài ở ngay cái cửa hàng của người ta buôn bán đó. Rồi cái chiều người ta đi về, người ta thắp nhang, thì vô tình những cái tàn hương đó, những cái đốm lửa, những cái tàn hương vô tình mà rớt xuống ở trong cái cửa hàng, thì có nhiều cái hàng hóa mà có những cái hàng hóa mà nó dễ bắt lửa. Thì sao? Thì từ một cái tàn hương đó mà nó cháy nguyên cái chợ luôn. À, thiệt hại là không biết bao nhiêu. À, cho nên đó là đối với một cái cây nhang, cây hương, ha, một cái que diêm, một cái tàn thuốc, những cái đốm lửa nhỏ đó, mình đừng bao giờ mà mình xem nhẹ, mình khinh thường nó, thì có thể là chúng ta phải mất mát tài sản, khổ đau, mà không phải là cái chỉ một mình bị thiệt hại, mà nó còn thiệt hại cho nhiều người khác. À, cho nên là đừng bao giờ khinh thường với cái đốm lửa nhỏ. À, cho nên á là trong cái đời sống thì chúng ta nên và phải có cái sự tôn trọng, dù là những cái thiếu niên trẻ tuổi, rồi những cái vị sa di, những cái vị tỳ kheo còn trẻ, những cái vị hành giả mà còn trẻ mà mới tu tập, mình đừng có xem thường ta. Nhiều khi người ta chứng những cái tầng thiền, người ta chứng những cái tầng thánh, mà nếu mà chúng ta xem thường, khinh thường những cái vị này á, thì làm cho chúng ta tổn giảm cái phước báo, rồi nó sẽ là gì? Là cái chướng ngại trong cái đời sống, trong cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên á là chúng ta có sự tôn trọng đối với tất cả những cái vị, dù là sa di, dù là tỳ kheo còn trẻ, với những cái vị hành giả mới tu tập đi chăng nữa đó, mình cũng tôn trọng với nhau. Rồi đối với những cái loài mà mình biết là cái loài đó nó có chất độc, con rắn đó, nó còn nhỏ, nhưng mà đó mình đừng khinh thường nó, hoặc là cái con rắn này nó lai. Ví dụ như cái loài rắn này nó không có độc, nhưng mà nó lai với nhau đó, nó cũng có độc. Cho nên mình đừng có khinh thường. Ví dụ mà người ta nói là cái loài mà rắn hổ ngựa đó, cái loài rắn hổ ngựa thì nó cũng mang tên là hổ ngựa, nhưng mà nó không có độc nha. Nhưng mà vô tình cái con rắn này đó, cái nó lai với cái con rắn khác, rồi mình cứ nghĩ là con rắn này nó là con rắn hổ ngựa, nó không có độc, mình đùa giỡn, mình bắt mình đùa giỡn với nó rồi nó cắn cho một phát,
thì lúc đó là đi cấp cứu không kịp thì nó rất 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 là nguy hiểm đến cái tính mạng của mình. Cho nên là đừng bao giờ chúng ta khinh thường, đừng bao giờ chúng ta cho là cái điều đó nó không có nguy hại. Rồi một cái đốm lửa nhỏ cũng vậy, chúng ta phải kịp thời ngăn chặn, dập tắt liền. Thì ở trong đời sống chúng ta đó, là cái điều nguy hại là gì? Những cái tác ý, những cái tác ý bất thiện, rồi những cái suy tư không có chân chánh, mình đừng khinh thường nó, mình đừng khinh thường cái tác ý mà bất thiện, mình đừng khinh thường cái sự suy tư không chân chánh, đừng khinh thường cái tác động của phiền não. Chính vì có nhiều khi mình thường mình xem nhẹ nó, nhưng mà nó lặp đi lặp lại, nó thúc đẩy nhiều lần, thì sao? Cái này đến một lúc nào đó nó gặp một cái điều kiện, khi mà danh sắc của mình đó không có sự kiểm soát, không có cẩn trọng đó, thì nó bộc phát lên liền. Nha, lúc đó nó nói năng, lúc đó nó hành động, nha, thì bắt đầu sao? Nó đem đến cái hậu quả khôn lường. Cho nên á, cho nên là Đức Phật mới dạy trong cái bài kinh đó, là dấu chân voi đó, là sao? Là đừng bao giờ dễ vui coi thường phiền não. Thì quý vị biết rằng đó, Đức Phật lấy ví dụ về cái dấu chân voi. Quý vị biết rằng cái chân của con voi thì nó rất là to lớn, thấy không? Đó, cho nên đó, là trong cái ví dụ này nè, Đức Phật mới ấy đó, là tất cả các dấu chân của loài thú đó nó đều nằm ở trong cái dấu chân voi hết. Chính vì chúng ta xem thường phiền não thường nó, rồi có nhiều lúc chúng ta không kiểm soát cái nói năng hành động của mình, cho nên là dẫn đến những cái nhân xấu, giống như là cái bất thiện, đó, mình không có coi, không kiểm soát chặt chẽ thì nó sẽ gieo những cái nhân xấu, mà những cái nhân xấu mà đã lỡ gieo rồi thì nó sẽ đem đến cái quả khổ đau. Cho nên á, đừng bao giờ xem thường phiền não. Những cái tác ý bất thiện nó vừa sanh khởi lên, mình kịp thời mình dập tắt liền. Đừng có để cho nó lớn mạnh rồi nó sai sử mình nói năng hành động. Đó, cho nên là giống như đốm lửa nhỏ vừa khởi lên là mình kịp thời mình dập tắt liền. Rồi với những cái chất độc chất sai cũng vậy. Mình đừng bao giờ là mình nghĩ là mình có khả năng mình kiểm soát. Rất nhiều người mà có như là tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Vì khinh thường những cái chất độc chất sai. Thì quý vị thấy rằng đó, cái chất độc chất sai đó, khi mà mình có cái trí tuệ, mình còn lý trí, mình nghĩ là mình kiểm soát được nó, mình khống chế được nó, nhưng mà khi mà mình lâm dấp vô rồi đó, là lúc đó đó
là mình không kiểm soát được, thì lúc đó đó nó sẽ là cái người mà sai xử mình, à nó khống chế mình. À thì hồi lúc mà còn nhỏ sư học một cái bài á, một cái bài này cũng rất là hay mà sư nhớ tới bây giờ. Tức là trong cái bài học này đó, à nói lên cái câu chuyện cái anh tiều phu này đó, à ảnh rất là có hiếu với cha mẹ mình. Hàng ngày ảnh đều vô rừng, ảnh đốn củi, à đem đổi gạo đem về để nuôi cha mẹ. Thì một lần á, một lần cái con quỷ ở trong cái khu rừng đó, đó nó thử, à khi mà ảnh đốn xong cái bó củi rồi đó, cái đầu nó hiện ra, nó chặn lại, nó không cho anh ta vác bó củi đi. À nó ra điều kiện bây giờ á, một là phải giết cha giết mẹ, à hai á là uống rượu. À thì cái anh thanh niên này nó suy nghĩ là cha mẹ mình á là cái người đã sanh ra mình, nuôi dưỡng mình, à cho nên là cái việc mà giết cha mẹ là không có được. Nha. Rồi bây giờ á uống rượu chắc không sao, à thôi ảnh chấp nhận là uống rượu, chứ còn ảnh không có chấp nhận cái việc mà giết cha giết mẹ. Cho nên là cái con quỷ nó mới đưa cho ảnh một cái hũ rượu. À thì sau khi mà ảnh uống rượu say rồi đó, là lúc đó cái lý trí nó mê mờ rồi, à thì ảnh trở về nhà, ảnh không còn kiểm soát được cái lý trí, cái hành động của mình. Thì sao? Ảnh giết cha giết mẹ rồi ảnh đốt đốt nhà luôn. Đó. Cho nên á là chúng ta cũng đừng bao giờ, à đừng bao giờ xem thường những cái chất độc chất xài. À. Rồi cũng nhiều cái thanh thiếu niên à xem thường những cái chất gây nghiện, à xì ke ma túy, những cái chất nghiện ngập bây giờ nó rất là nhiều, à nhưng mà những cái người trẻ xem thường, nghĩ là ô mình dùng thử một lần hai lần nó đâu có nguy hiểm gì, à đâu có đến nỗi mà tai hại gì. Nhưng mà chính vì xem thường, à chính vì cái tò mò thắc mắc muốn thử, à muốn biết những cái cảm giác, à của cái chất gây nghiện nó như thế nào, à cho nên đó là sao đây gọi là đùa giỡn với lửa, à đùa giỡn với những cái chất độc, à cho nên đó là mới bắt đầu dùng thử, à thử một lần hai lần rồi bắt đầu sao cứ mỗi ngày thì càng ngày á càng lún sâu vào cái hố sâu vực thẳm mà không có thể nào mà dùng dãy mà thoát ra được, nha. Tới chừng á là cái chất độc đó nó hủy hoại cái trí tuệ, nó hủy hoại thân thể, nó hủy hoại nhân cách, à lúc đó đó muốn dùng dãy muốn thoát ra ngoài nó không còn kịp nữa. Đó, cho nên á là tất cả các cái mối nguy, những cái chất độc chất sai, à chúng ta cũng đừng bao giờ mà thứ mà khinh thường nó, xem thường nó, thì nó sẽ dẫn đến những cái tai hại khôn lường. À cho nên á là đối với những cái đứa trẻ, à con nhà giàu, à con quyền quý, mà bất cứ đối với đứa trẻ nào cũng vậy, biết đâu chừng bữa nay á nó là cầu bơ cầu bất, nó đi bán vé số,
nó đi đánh dài, nhưng mà nó có cái ý chí, nó có sự cố gắng vươn lên, nó đi học, biết đâu chừng 10 năm, 15 năm, 20 năm sau nó trở thành những cái người mà quyền thế, nó trở thành ông tướng rồi cái nọ, hay là nó trở thành những cái người mà có tài năng, có địa vị, có chức quyền đó. Tới chừng đó mà mình gặp lại nó là mệt mỏi ha. Rồi đối với những cái vị mà tu sĩ, những cái vị hành giả, dù là người ta mới tu tập nhưng biết đâu chừng cái phước của người ta đã tạo trữ từ quá khứ, những vị này dù là trẻ tuổi nhưng mà có những chứng đắc các cái tầng đạo quả không chừng nha. Nếu mà chúng ta khinh thường, chúng ta đùa giỡn với những cái gì đó thì trở thành những cái điều rất là tai hại, nguy hiểm. Đối với những cái con vật mà mình biết là những cái loài khó độc, từ con rắn, con rít, bọ cạp rồi chứ chẳng hạn, thì cũng đừng bao giờ xem thường nó. Có ngày là nó sẽ đem đến cái hậu quả khôn lường. Đối với những cái đốm lửa nhỏ thì dù là một cái tàn thuốc, một cái tàn hương, một cái que diêm đi chăng nữa, mình đừng khinh thường nó, mình đừng xem thường nó. Nó có thể dẫn đến những cái mối nguy hại, thiêu cháy cả ngôi nhà, cả khu phố, cả cái một cái chợ không chừng. Cho nên là đừng bao giờ xem thường nó đó. Cho nên trong đời sống chúng ta phải hết sức là cẩn thận, và một cái điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát cái tâm ý của mình cho thật chặt chẽ. Chính những cái tác ý bất thiện, những cái tác ý bất thiện, những cái tâm phóng dật, mình để nó hoàn duyên theo trần cảnh, nó mỗi ngày nó một lớn mạnh, nó một lớn mạnh, đến lúc nào đó đó, khi mà nó gặp những cái điều kiện hoàn cảnh thích hợp, thì những cái tác ý này nó bộc phát lên, trở thành lời nói, hành động, nó tạo tác những cái nghiệp bất thiện, thì sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau khôn lường. Thì đó là cái ý nghĩa, cái bài học ngày hôm nay trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị, với phước báo này kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả quý vị trong đời sống chúng ta luôn luôn có sự cảnh tỉnh, kiểm soát cái tư tưởng đắc ý của mình cho được tốt đẹp, không nên sanh cái tâm cống cao ngã mạn, đùa giỡn với bất cứ chúng sanh nào, và kiểm soát cái tác ý, cái ý nghiệp của mình cho nó được tốt đẹp, thì sẽ đem đến cái lợi ích trong đời sống, cũng như tránh khỏi những cái oan trái, những khổ đau, để chúng ta có được sự an ổn trên bước đường tu tập và hướng đến giải thoát. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những cái thiên tai, dịch họa, chiến tranh xảy ra trong cái đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh sẽ được an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì kính cung thỉnh chư Tượng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời đạo tràng.
Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, chúng con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài kinh tương ưng ngày hôm nay ạ, bài kinh về tuổi trẻ. Dạ. Nội dung là không nên, có bốn điều không nên xem thường là trẻ tuổi. Cái thứ nhất là một vị khách tí giá không nên khinh thường, không nên miệt thị họ là trẻ. Cái thứ hai là một con rắn trẻ tuổi không nên khinh thường, không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Cái thứ ba là ngọn lửa trẻ tuổi không nên khinh thường, không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Và cái thứ tư là một vị tỳ kheo trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Dạ, bốn điều này không nên khinh thường và miệt thị vì là trẻ tuổi. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng giải bài kinh tương ưng ngày hôm nay ạ. Dạ, bây giờ đến lượt của đến đạo tràng. Dạ, kính mời đạo tràng có ý kiến ạ. Còn gì còn thắc mắc trong cái bài giảng của sư Pháp Thanh, có gì cần trao đổi thì giơ tay ạ. Xin mời đạo tràng. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát. Dạ, Hồng Mai. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, Hồng Mai có ý kiến về bài ngày hôm nay. Dạ, xin mời ạ. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, kính lãnh lễ sư Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý đạo hữu trong lớp. Dạ, thưa sư, thì theo bài giảng của sư giảng ngày hôm nay thì con hiểu rõ về những cái mà mình phải luôn luôn là ghi nhớ là không nên miệt thị vì chúng là trẻ, và mình phải biết rằng những cái người có thể sẽ trở thành những cái vị có trí tuệ, và mình cũng không khinh thường những tỳ kheo trẻ tuổi, vì biết đâu trong những cái một trong những tỳ kheo trẻ tuổi đó sau này sẽ là một vị có trí tuệ, sẽ dẫn dắt hàng Phật tử chúng ta trên con đường đạo pháp. Và những cái gì mà nhỏ, những cái việc làm nhỏ chúng ta cũng nên không nên khinh thường, những cái ý nghĩ mà bất thiện nhỏ chúng ta cũng không xem thường. Vì vậy nên con thấy thắc mắc như thế này, thưa sư, như sư nói là những vị trẻ tuổi thì coi như là sau này sẽ có một cái tương lai thể sáng lạng, nhưng mà giả sử khi mà những cái vị trẻ tuổi này lỡ gặp một vị thầy trong việc dạy về Phật pháp, mà cái vị thầy này mặc dầu là có danh tiếng, nhưng mà những cái hành vi, những cái lời, những cái thân khẩu ý của cái vị này không được trong sáng, thì những cái vị sa di nhỏ này có ảnh hưởng gì với vị thầy này hay không? Vì đó không phải là những cái vị trẻ tuổi đều may mắn, đều có phước gặp những vị thầy cao niên, những vị thầy có trí đức, mà lỡ những cái vị nhỏ trẻ sa di nhỏ tuổi lỡ gặp một vị thầy không được như vậy thì như thế nào ạ, thưa sư? Dạ, con xin sư giải đáp thắc mắc giùm con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì quý vị biết đó, chúng ta gặp nhau ở trong cái thế gian này đó là đều có nhân, có duyên. Nếu mà những cái nghiệp tương đồng, cái nhân duyên nó hội đủ thì mình sẽ gặp nhau, ha. Thì á, cái những cái chúng sanh mà nó tạo trữ những cái nghiệp thiện thì sẽ gặp nhau. Rồi những chúng sanh mà tạo những cái bất thiện thì nó cũng gặp nhau. Đó. Cho nên á, là nếu mà trong đời sống á, chúng ta không có suy xét
À, chúng ta sống thiếu trí tuệ, à, chúng ta sống buồn lung, à, đụng đâu tin đó, à, không có suy xét chín chắn, à, để rồi chúng ta, à, gặp những cái vị thầy mà nó không có những cái tư tưởng, những cái con đường chín chắn, tạo những cái ác bất thiện nghiệp, thì nó sẽ đem đến cái hậu quả khôn lường. Nha, quý vị thấy rằng đó, nếu mà cái người học trò bây giờ muốn học về cái nghề thuốc đi, ha, nhưng mà không tìm đến những cái vị lương y nó có y đức, à, học cái nghề thuốc rồi pha chế, à, thay vì pha chế những cái phương thuốc để cứu chữa bệnh nhân, à, những người này lại sử dụng những cái phương thuốc tạo ra cái độc dược để hại người khác, à, thì nó nguy hiểm khôn lường, à, nhưng mà đó do cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, chứ mình không có thể nào mà mình ấy được đâu, không? Những chúng sanh có duyên nghiệp với nhau á, thì họ sẽ nhau. À, bây giờ mà cái những cái người mà họ có cái tư tưởng mà bất thiện á, ha, thì dù cho mà mình có cản trở, mình khuyên răn gì á, à, nó cũng không có nghe đâu. À, mà đi theo cái khuynh hướng, cái nghiệp lực của nó đã tạo. Cho nên là trong bài kinh mà ta đi với nghiệp của ta, à, đó, quý vị biết rằng á, cha mẹ nào cũng muốn cho con mình á đi theo cái con đường đạo đức tốt đẹp, chứ đâu bao giờ muốn con mình nó sa ngã vào những cái con đường mà tai hại. À, nhưng mà sao? Tại vì cái ác nghiệp đến lúc nó trổ quả, cho nên á là cái chúng sanh này nó có cái xu hướng theo cái ác bất thiện pháp để tạo điều kiện cho cái quả nó trổ, đúng không? Cho nên á là người ta nói sao, cha mẹ sanh con chứ không có thể nào sanh được cái tâm tánh. Cho nên quý vị thấy rằng á, nhiều khi trong những cái gia đình, à, cha mẹ đạo đức, nhưng mà có những người con là đi theo cái con đường sái quấy, à, đó. Cho nên á là mỗi chúng sanh á nó có cái biệt nghiệp riêng, à, mặc dù chúng ta hết sức là dạy dỗ ngăn che, à, tạo những cái điều kiện tốt đẹp, nhưng mà đều phải nó từ bỏ hết, nó đi theo cái con đường mà nó cho là đúng, à, cho nên là đến khi mà cái hậu quả tai hại nó xảy ra rồi đó, thì nó rất là nguy hiểm, à, lúc đó là nó ăn năn hối hận cũng đã muộn rồi, à, cho nên á là trong cái việc tu tập cũng vậy, à, mình phải, Đức Phật phải suy xét, à, với trí tuệ, à, phải gần gũi cái người này một thời gian rồi xem xét coi cái người này á là có đi đúng hẹp cái con đường mà Đức Phật và chư Thánh Tăng đã đi hay không, đi đúng trên cái con đường giới định tuệ, hướng đến cái sự giải thoát hay không, chứ không phải là cứ hả thấy, à, người nào y, à, hình thức là tu sĩ, à, rồi mình đi theo người ta, ha, à, tới chừng mà mình đi theo rồi họ hướng dẫn mình cái con đường sái quấy, à, tu tập cái con đường chân chánh thì không 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 tu, mà đi theo những cái con đường sái quấy
lệch lạc, không đúng trên cái con đường giới định tuệ, không có hướng đến cái sự giải thoát thì rất là tai hại. À, cho nên á, là khi mà mình đi học nghề, mình cẩn trọng. Mà khi mà chúng ta chọn một cái vị thầy để hướng dẫn cho mình tu tập á, là càng phải cẩn trọng gấp trăm lần. À, tại vì nếu mà trong cái đời sống hiện tại chúng ta mê lầm, chúng ta đi lạc, thì nó sẽ đem đến cái hậu quả khốc liệt khổ đau trong nhiều nhiều kiếp sống. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải đáp câu hỏi của đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, xin mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát. Dạ, con một lần nữa con kính lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính lễ sư Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính chào các anh chị mới vào đạo tràng. Dạ, xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ, con thưa sư, có điều con chưa hiểu ở chỗ bài này, là khi mà sư nói là mà nhà vua Pasenadi trao đổi với Đức Phật đó, thì có những cái vị giáo chủ thời trước thì họ giáo chủ họ rất là giỏi, họ lớn tuổi và rất là giỏi, những vị giáo chủ đó rất là giỏi, và con nhớ không nhầm thì những vị đó đã tự xưng mình là A-la-hán. Nhưng mà khi mà được vua Pasenadi hỏi là đã thành bậc chánh đẳng chánh giác chưa, thì những vị này không trả lời cái câu, không nói mình là đã thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng khi nhà vua hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng khẳng định là mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dạ, con muốn thắc mắc ở một điều là ngay cái tại cái thời điểm mà nhà vua hỏi Đức Phật và Đức Phật trả lời mình là đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngay từ lúc đó là Đức Phật đã căn cứ về cái điều gì mà Đức Phật đã khẳng định mình là như vậy? Mặc dù con cũng biết là đối với một vị Phật thì có những đức tính rất là tốt đẹp, cao thượng nhất ở trong tam giới, và có cái ba la mật sâu dày, trí tuệ thì vượt bậc. Thì là mình biết là một vị Phật thì nó có những cái điều là rất là tốt đẹp, là tột bậc rồi trên thế gian rồi. Nhưng mà ngay cái tại thời điểm mà nhà vua hỏi đó, thì Đức Phật căn cứ trên cái điều gì mà Đức Phật khẳng định với nhà vua là Đức Phật đã thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại vì con không thấy cái lời giải thích sau đó, mà con chỉ có nghe là như vậy. Sau đó thì Đức Phật nói là không được coi thường bốn cái vị trẻ tuổi. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin sư giải thích giúp con ạ. Dạ, con muốn biết ngay cái tại thời điểm đó thôi ạ. Chứ con biết là Đức Phật thì là có những cái ân đức sâu dày rồi, thì con không nói là mình không hiểu ân đức Phật. Dạ, nhưng mà con biết ngay chỗ đó thì Đức Phật muốn thấy là có những cái gì nổi bật hơn so với những cái vị kia. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Thì trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân á, Đức Phật cũng đã nói lên cái điều này. Tức là khi mà sau khi chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác á,
Đức Thế Tôn đã đi đến gặp năm vị kiều như. Thì năm vị này lúc đầu cũng hoài nghi, hoài nghi là Sa môn Gotama đã từ bỏ cái con đường khổ hạnh, đã sống trở lại bình thường. Cho nên là lúc đầu là năm vị này cũng còn hoài nghi về cái quả vị chánh đẳng chánh giác của Đức Phật. Thì ngài mới nói rằng đó, trong một cái thời gian dài không có giáo pháp xuất hiện ở thế gian này, nhưng mà có một cái vị nào đó có khả năng, có khả năng thuyết giảng về cái con đường chân lý tứ diệu đế. Cái vị này có thể nói về cái sự khổ, chỉ ra đúng cái nguyên nhân của khổ, rồi cái trạng thái mà hoàn toàn chấm dứt khổ đau, và cái sự thực hành để đưa đến cái sự giải thoát chấm dứt khổ đau này. Thì cái vị mà có khả năng mà tuyên thuyết về cái chân lý tứ diệu đế này đó là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, quý vị nhớ là trong 7 tuần lễ ngài suy tư, xem xét về những cái điều đã đạt được đó. Ngài quán sát về cái con đường, cái chân lý mà thập nhị nhân duyên, theo chiều phát sanh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, rồi ngài quán về cái chiều diệt, vô minh diệt, hành diệt, hành diệt thức diệt đó, thuần thục. Rồi ngài xem xét lại và tất cả những cái phiền não mà ngài cái đạo quả nó đã sát trừ, không còn dư sót hả. Rồi cái khả năng mà ngài có thể giảng dạy giáo pháp đến cho tất cả chúng sanh để thực hành đi đến sự giải thoát hả. Ngài quan sát, rồi ngài muốn xem ở trong thế gian này có một cái vị nào mà có đức hạnh cao cả, để mà ngài đảnh lễ cái vị đó để cho nó tròn đủ cái giới đức. Nhưng mà ngài quan sát trong tam giới này, ngay cái thời kỳ đó, đó là không có một chúng sanh nào mà nó có cái sự cao thượng hơn ngài hết. Cho nên ngài lúc đó ngài đánh lễ cái giáo pháp mà ngài đã tìm ra hả. Cho nên đó, lúc đó ngài mới nói với năm vị kiều trần như là sau khi mà ngài đã quán sát như vậy hết rồi đó, ngài mới mạnh dạn tuyên bố trước thế gian, trước Sa môn Bà La môn, trước thiên giới, trước mai là cái sự chứng đắc cao thượng của ngài ở trong tam giới này. Chứ không phải là tự nhiên mà ngài có thể mà nói lên cái điều đó. Thì quý vị biết rằng trong thế gian này có nhiều người những cái điều mà người ta chưa chứng đạt, có khi người ta nói là người ta đã chứng đạt. Những cái điều người ta chưa hiểu, người ta nói là ta đã hiểu. Chứ còn đối với cái bậc chánh đẳng chánh giác là ngài đã suy tư, phản tỉnh, đã xem xét một cách hết sức là cẩn trọng. Cho nên ngài mới bố.
Thì lúc đó đó, năm vị Kiều Trần Như này mới có bắt đầu khởi lên cái tâm tôn kính đối đối với Ngài. Thấy không? Mặc dù là quý vị biết rằng cái ông đạo sĩ Kiều Trần Như là ông đã xem tướng cho Bồ Tát hồi lúc mà Bồ Tát mới sanh á, là với những cái tướng mạo như thế này thế này thế này, đối với trong Bà La Môn là họ có về cái môn học gọi là nhân tướng luận đó, những cái người mà có cái tướng như thế này thế này, những cái biểu hiện như thế này sẽ là bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà khi mà Đức Phật đi đến, mấy ông còn hoài nghi, mấy ông còn không chịu tin, thấy không? Đó, cho nên là khi mà Đức Phật nó mạnh dạn tuyên bố rồi đó, là bắt đầu họ bắt đầu mới bắt đầu có cái sự tôn kính, cái tâm mới bắt đầu mà dẹp được cái cống cao ngã mạn. Tại vì mấy ông á, trời ơi, tôi đi tu hồi ông mới sanh ra, tôi đã tu rồi, thành ra đó mấy ông khinh thường cái vị mà còn trẻ tuổi. Cho nên là nếu mà không có phá tan được cái hoài nghi, không phá tan được cái tâm mà ngã mạn của cái nhóm mà năm vị đạo sĩ này, thì mấy ổng đâu có chịu mà kính trọng. Mà không kính trọng thì sao mà lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật được. Đó, cho nên là đối với thế gian lúc đó cũng vậy. Tại vì ta thấy á, ta thấy Ngài á, chứng đắc quả vị mới 35 tuổi, còn quá trẻ so với các cái vị giáo chủ của các giáo phái khác. Cái sự tu tập của Ngài á, có 6 năm mà. Trong khi mấy vị này người ta tu rồi mấy chục năm rồi. Thấy không? Do đó chính vì cái oai đức, chính nhờ vào cái trí tuệ cao thượng của bậc chánh đẳng chánh giác. Nhớ rằng với trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, không có một bất cứ một cái điều gì là chướng ngại đối với bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mà Ngài muốn hướng tâm tìm hiểu đến cái vấn đề đó là Ngài đã biết tường tận hết. Tại sao? Tại vì Ngài đã trải qua cái thời kỳ tu tập quá chừng quá lâu rồi. Cho nên á, cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác đối với các cái pháp hiệp thế không có điều nào là cái chướng ngại, mà đến các cái pháp mà siêu thế cũng vậy. Cho nên đó là Ngài mới tuyên bố mạnh dạn, thấy không? Còn những vị mà thánh tinh văn á thì cũng giải thoát, nhưng mà nhớ rằng á, có những vị mặc dù được Đức Phật tuyên bố là bậc thượng thủ sinh văn, như Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, nhưng mà quý vị nhớ rằng Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ so với những cái bậc thánh thinh văn mà thôi. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông, nhưng mà đệ nhất hơn các cái vị thánh thinh văn bình thường. Còn đối với bậc chánh đẳng chánh giác, các ngài vẫn là còn thấp kém hơn. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy đó. Sau khi mà Ngài đã cẩn trọng xem xét quán sát tất cả chúng sanh trong tam giới Ngài này rồi đó, thì Ngài mới thấy rằng chỉ có một mình Ngài là cao thượng nhất ở trong tam giới này. Đó, cho nó là do cái Phật tuệ
Rồi do cái mà tất cả những cái lậu hoặc mà Ngài đã tận trừ, do cái đạo quả mà Ngài đã chứng đắc, sau khi mà cẩn trọng xem xét rồi á, Ngài mới mạnh dạn tuyên bố trước thế gian. Nha. Đó, thành ra xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. À. À, chúc con nhiều sức khỏe, thời gian. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tâm. À, một lần nữa con kính lễ sư trí đức, kính lễ sư pháp thân, sư tuệ đức. À, kính chào quý đạo hữu trong lớp. Dạ, thưa sư, sẵn Kim Nhung hỏi về câu hỏi này, con rất là thú về vấn đề này. Thì trong những cái thời gian sau này thì con có một cái phải nói là hơi nhức đầu về cái việc mà con có một người bạn đạo. Thì cái bạn này là tự nhiên là tin một cái vị thầy mà ở Việt Nam, mà vì mà bạn này lại tin vị ấy là một bậc A La Hán. Nhưng mà như con đã được học, các quý sư đã dạy là thứ nhất á, đừng vội tin theo lời cáo là Ma Anusawena. Hai, đừng vội tin theo truyền thống là Ma Paraya. Ba, đừng vội tin theo sự đồn đại Ma Itikinaya. Bốn là đừng vội tin bởi kinh điển truyền tụng Ma Pitakasampadanena. Năm, đừng vội tin lý luận thuyết phục Ma Takkahetu. Sáu, đừng vội tin vì nhận định lý Ma Nayahetu. Bảy, đừng tin bởi suy xét sự kiện Ma Ala Raparitakena. Tám, đừng vội tin bởi chấp nhận một định kiến Ma Dithinichanakhandiya. Chính là đừng vội tin bởi có vẻ thích hợp Ma Pháp Bá Rupata Giá. Mười là đừng vội tin vì nghĩ rằng vị sa môn này là thầy của chúng tôi Ma Samano Nogaruti. Thì cái vị bạn đạo này thì cũng thật lòng là cũng muốn là con là cũng được có kết quả tu tập tốt. Nhưng mà con thấy, con nhận xét đó là trong cái cuộc sống ngày hôm nay thì vì chúng ta vô phước nên không có sinh vào trong thời Đức Phật, không gặp được Đức Phật, nhưng mà còn được cái giáo pháp của Ngài còn truyền đến ngày hôm nay. Nhưng mà khổ là có nhiều vị lại nói rằng cái giáo pháp của tôi là đúng, cái cách mà giảng dạy của tôi là đúng, rồi chê ba những cái tôn giáo khác. Thì con cảm thấy rất là căng não về vấn đề này, bởi vì con cũng là cũng không có giỏi về cái pháp học cho lắm, cho nên là cũng rất là cân nhắc về cái việc là khi bạn nói điều gì thì cũng phải xem, suy tư xem cái điều đó có đúng hay không, có như là những gì mình đã học hay không. Thì bởi vậy cho nên con mới hỏi một người bạn đạo khác cũng cùng học đạo với con, và con nhận thấy cái bạn này thì chín chắn hơn cái bạn thứ nhất, bởi vì bạn này đã từng học với vị này, cái vị mà được mọi người danh xưng là A La Hán ở đất nước Việt Nam, và bạn cảm thấy là không có thấy cái gì mà hay trong cái cách hướng dẫn tu tập của vị này, nên và bạn nói rằng là bạn đã may mắn là đến với Năm Tâm và bạn thấy rõ được là bên Năm Theravada thì có những cái pháp thầy đáng kính. Bởi vì vậy cho nên là phải chăng là khi mà mình muốn tu thiền hoặc là muốn học về pháp thì mình phải cần có sự nghiên cứu cẩn thận kinh điển nguyên thủy, nhưng với dưới sự hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo để có được một sự hiểu biết thấu đáo hơn, phải không thưa sư? Bởi vì con nghĩ là cái bạn thứ nhất á, thì bạn nghĩ rằng là cái pháp học của bạn rất là giỏi, được thầy khen, được chúng bạn tôn vinh, nhưng mà con nghĩ là chưa chắc là bạn ấy hiểu rõ thấu đáo về cái kinh điển mà như bạn ấy nghĩ.
thì bạn cần nên có sự một hướng dẫn của một người thầy thiện xảo cùng đi với bạn ấy để hiểu biết thấu đáo hơn về cách mà kiểm tra lại cái hệ tư duy của mình, cái kiến thức của mình Phật pháp như thế nào. Thì con cũng nghĩ là nếu mà muốn hiểu rõ hơn, muốn là không có được, không có cái sự nghi vấn trong cái vấn đề mà chứng đắc này chứng đắc nọ, thì phải chăng cần phải có một vị thầy luôn luôn là đi theo mình, để mà khi mình có những cái suy nghĩ, những cái mắc gì thì vị ấy giải đáp, giống như sư vậy. Xin sư cho con một lời khuyên, một lời sắp tấn như thế nào để mình có một cái suy nghĩ đúng, để mình không bị chao đảo bởi những cái lời nói như thế này thế nọ, và mình biết cái nào đúng và cái nào sai để mình không đi lầm đường. Dạ thưa sư, dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô. Thì trong cái bài kinh đó, Đức Phật cũng từng giảng dạy. Thì có một lần là cũng vua Bá Xê nó đi, lúc đó đến Đông Phương Tự cảnh lễ Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật đang đi kinh hành, thì có một nhóm các cái vị đạo sĩ lõa thể đi ngang qua. Thì vua Bá Xê Na Đí đã đảnh lễ các cái vị đạo sĩ lõa thể này. Rồi vua mới hỏi Đức Phật rằng có phải những cái vị đó là những cái vị mà A-la-hán hay không? Thì Đức Phật đã trả lời đó, muốn biết một cái vị đó đó có phải là A-la-hán hay không á, thì sao? Thì phải cùng cộng trú với vị đó một cái thời gian rất lâu, rồi dùng trí tuệ xem xét qua những cái sở hành của quý vị, của những cái vị này đó, rồi so sánh trong kinh, trong luật. Nha. Chứ không thể nào mà nhìn qua cái hình dáng bên ngoài, qua những cái lời đồn đại, rồi là mình kết luận mình cho vị đó là A-la-hán. Thì ở đây cũng vậy. Ở Việt Nam mình thì quý vị biết thấy rằng rất là nhiều á. Lâu lâu cái đầu có một cái giáo phái nào đó, người ta đồn đại vị này là Phật sống, vị này là thánh nhân thế này thế khác, không? Đủ thứ hết, đạo chuối, đạo sôi, đạo dừa, đạo nước lạnh, rồi đủ thứ chuyện trên đời ha. Rồi cái là ráp nhau ùng đi đến đó. Rồi cái tới thời gian cái là thôi té ngửa hết, nha. Thành ra đó là chúng ta phải dùng với cái trí tuệ, rồi phải cộng trú với cái vị này một cái thời gian rất là lâu, thì mới hiểu được. Quý vị biết rằng á, bây giờ thì nó đủ chiêu trò đó, ha. Quý vị nhớ rằng á, có cái vụ mà cái bằng Thanh Hải vô thượng sư đó. Hả? Rồi hồi đó cũng có nhiều người Phật tử họ hoang mang. Họ đến hỏi sư, sư mới nói là không có một cái người nào mà đã nói là đã chứng đắc quả vị mà sống cái đời thế tục. Hả? Sống hưởng thụ vật dục đủ thứ chuyện trên đời này mà nói là dám
mà xưng cái danh xưng đó là chỉ dành cho bậc chánh đẳng chánh giác mà thôi nha, chứ không có nha. Mà nếu mà quý vị xem xét mà thấy nó không đúng thì đừng có tin. Nhưng mà hồi lúc đó, đó là phong trào mà, ô rần rần đó là hành theo cái hành thiền của Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi kia nọ ha. Mỗi lần là hành thiền là phải niệm cái danh hiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi bá sẽ đã hỗ trợ cho rồi, tu tập rồi chứng đắc quả này quả kia rồi kia nọ, thấy không? Thành ra đó, những cái điều này là trong các bài kinh đó, Đức Phật đã thấy trước rồi, đã có sự cảnh tỉnh chúng ta. Cho nên đó, là chúng ta phải khéo, phải trải qua thân cận một thời gian dài nhá. Chứ còn bây giờ quý vị mới tiếp xúc một ngày một bữa thì thấy nó như vậy đó, nhưng mà sao những cái mà nó tiềm ẩn ở bên trong đó, thì mình không thể nào mình biết được ha. Cho nên đó, Đức Phật nói sao, mình trước khi mình đặt niềm tin ở một cái vị nào, một cái giáo pháp nào, một cái phương pháp thực hành nào đó, thì phải dùng trí tuệ cẩn thận xem xét, giống như cái người thợ mà thử vàng vậy đó. Ha. Người ta đưa một cái mẫu vật kim loại nó có màu vàng, nhưng mà người ta nói vàng quý vị đừng có dội tin ha. Mà phải như người mà thợ kim hoàng vậy đó, phải cắt ra coi ở trong nó có phải là gì không, rồi chà xát, phải đốt thậm chí là người ta phải dùng những cái chất axit, những cái chất cường toan đó để thử coi cái kim loại này nó có đổi màu hay không. Sau khi mà dùng những tất cả những cái phương pháp đó rồi đó, mà cái kim loại này nó không có sự thay đổi, thì lúc đó người ta mới nói nó là vàng. Đó, cho nên đó, là người ta đồn đại là cái quyền của người ta. Ha? Tại vì không có ai phạt giả mấy người mà đồn tầm bậy tầm bạ, tung tin thật những người mà tự phụ kiêu căng rồi cái nọ, rồi những cái chiêu trò lừa phỉnh ma mị bây giờ thế giới này nó đầy rẫy. Cho nên á, là chúng ta luôn luôn nhớ là Đức Phật dạy đừng vội tin mà cũng đừng vội bỏ ha. Chúng ta phải tiếp xúc gần gũi lâu ngày, rồi dùng trí tuệ xem xét cái sự thực hành trong cái đời sống của các vị này trong một thời gian dài, ứng xử với những cái tác động ở bên ngoài nó như thế nào, rồi đó mình mới so với kinh, so với luật trải qua một cái thời gian dài như vậy, nếu mà cái vị này có đúng phẩm chất đó thì mới tin ha. Thì quý vị biết rằng Đức Phật đã cho mình thấy rồi, cái bậc sơ đạo sơ quả là nó diệt trừ được cái gì, thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì mình cứ có những cái thước đo rồi đó, những cái pháp này đó để mình so sánh. Hay là quý vị thấy rằng đó, là những cái nhà mà y học đó, người ta muốn thấy biết được cái mầm bệnh này do cái con vi trùng nào, con virus nào mà nó gây ra, thì sao, người ta phải có cái kính hiển vi ha, để ta thấy nó được, ta biết chắc chắn, ta kết luận nó, thì ta mới tìm ra đúng cái mầm bệnh, người ta mới trị được. Nếu vậy
Đức Phật đã cho mình cái pháp kính rồi, đều phải dùng cái pháp kính này để mình xem xét coi nó đúng hay không. Mình đừng có dội tin. Bây giờ là nhiều giáo đạo sĩ, đạo sĩ tùm lum tà la hết, rồi là bắt đầu mình nhắm mắt tin cạn thì sẽ đem đến nhiều cái điều tai hại. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng An. Dạ, chúc cô sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của Hồng Mai. Dạ, con cũng đã thấy Hồng Mai kính tri ân sư phát thanh rồi ạ. Dạ, xin mời quý vị trong đạo tràng ạ. Xin mời quý vị giơ tay lên ạ. Dạ, con thưa sư, trong đời sống, nếu nói theo tinh thần của cái bài kinh này, thì trong đời sống mình nên tôn trọng tất cả, từ người già, người trẻ, các con vật, rồi là con vật nhỏ nhất, rồi những cái vật dụng, những cái gì xung quanh mình cũng nên tôn trọng, mà không nên xem thường những cái gì xung quanh mình nên tôn trọng. Thì như vậy mình có phải là mình quá yếu đuối không thưa sư? Mình không dấn thân, mình không dám dấn thân vào cái gì, vì cái gì mình cũng e dè, lo sợ. Đối với người già thì mình sợ là người đó họ nhiều kinh nghiệm, họ giỏi hơn mình, họ trấn áp mình, họ hơn thua với mình. Còn đối với người trẻ thì mình sợ sau này họ sẽ giỏi hơn mình, họ sẽ thù oán mình. Còn đối với con vật thì mình cũng sợ là con này có chất độc, con kia có chất độc. Rồi đối với những đồ dùng xung quanh thì mình cũng sợ đến nguy hiểm đến bản thân, như sư nói là rượu này, nhưng với dao này mình cũng không dám đụng tới, tại vì chơi với dao thì có ngày đứt tay, người ta hay nói như vậy. Rồi ngay cả đối với thiên nhiên cũng vậy, mình cũng không nên coi thường thiên nhiên. Nhiều khi trời đang tốt như vậy nhưng mà phút trước phút sau là mây mưa vần vũ, rồi nó có thể làm một trận lũ cuốn sạch tất cả những cái gì nơi đó, thì mình cũng không nên coi thường tất cả, coi thường ngay cả thiên nhiên mình cũng phải tôn trọng nữa. Thì như vậy có phải mình là người nhút nhát, mình co rút cái đầu, mình co rút lại, mình không dám làm điều gì hết vì mình quá nhút nhát, quá sợ những cái điều xung quanh. Có phải như vậy không thưa sư? Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Một sẵn cài. Thì sự thật ra đó, có đôi lúc đó, mình né tránh để mà đoạn trừ những cái quan trái, đoạn trừ những cái nhân xấu, những cái ác bất thiện pháp. Bây giờ có nhiều chúng sanh trong thế gian, tức là họ sanh cái tâm cống cao ngã mạn, rồi họ liều mạng, tức là có những cái là họ liều, rồi thế gian này nói là họ anh hùng. Không? theo cái thế gian á thì nó anh hùng, họ giỏi, nhưng mà trong đạo nó là cái điều đó là cái điều mà tệ hại, chúng ta anh hùng vậy đó, phải không? Đó, với những tôn giáo khác thì họ nói cái đó là anh hùng, là để về với thượng đế, với thánh A-la ôm bơm liều chết. Nhào vô giữa cái đám đông để mà kết liễu cái đời sống của mình, và kết liễu hàng trăm ngàn sinh mạng khác là anh hùng.
anh hữu kiểu gì, thấy không? Còn dù cho chúng ta tôn trọng sinh mạng của các loài, dù cho con muỗi, con kiến, mình không có giết nó, thì người khác nói nhát gan quá, con kiến, con muỗi mà cũng không dám giết. À, nhưng mà đó, cái góc nhìn của họ nó khác. Mà đừng có vì cái hảo danh, cái sự tán dương của thế gian mà rồi mình nhắm mắt mình cũng chứng tỏ mình là cái người gan dạ, mình là cái người anh hùng, để mà mình lao vô khổ cảnh giống như họ. Thấy không? Họ dám làm những cái điều bất thiện. Nhưng mà quý vị nhớ rằng thánh là không bao giờ làm những cái điều bất thiện, dù là nhỏ nhất. Cho nên là bậc thánh không bao giờ phạm giới sát sanh. Đó. Cho nên bây giờ quý vị muốn làm thánh, làm cái bậc phàm phu được cái danh hảo, cái này nó gan lắm à. Gan lắm á. Đó. Nhưng mà cái gan này á, để đi vào khổ cảnh, và cái nhút nhát để mà tránh xa những cái khổ cảnh để đi đến cái cảnh giới an vui, thì quý vị lựa chọn cái nào? Thấy không? Bây giờ là nó gan lắm á, cũng vật nào nó cũng dám giết hết. Suối mình đi vô cái ác nghiệp. Không? Mà vì á, cái tâm cống cao ngã mạn, mình muốn chứng tỏ mình là cái người mà gan dạ. Không? Rồi tới chừng mà cái quả khổ đau nó đến á, rơi vào cái khổ cảnh ác nghiệp, lúc đó là ai chịu? Mình chịu. Chứ họ đốc suối chứ họ đâu có gánh chịu đâu. Còn cùng lắm là bất quá là họ cũng cộng nghiệp. Mình khổ 10, họ chỉ khổ vài ba thôi. Cho nên chúng ta phải sống sáng suốt với lý trí, với trí tuệ, đừng có chạy theo cái thế tục thế gian bên ngoài. Ha. Đó. Chúng ta muốn trở thành bậc thánh, chúng ta phải thực hành những cái pháp thiện pháp, đi trên cái con đường thánh thiện để chúng ta đi đến cái nơi tốt đẹp, cái chỗ an vui, giảm thiểu những cái khổ đau. Còn nếu mà chúng ta xu hướng theo cái thế gian, rồi mình muốn chứng tỏ mình là hay là giỏi, rồi bắt đầu là mình làm theo để được cái sự tán dương của gian đó, thì coi chừng chúng ta gánh vác những cái hậu quả tai hại khôn lường. Chúng ta đi đến những cái hoàn trái, những cái khổ đau khốc liệt, mà không phải trong một kiếp sống mà nhiều kiếp sống nữa. Thấy không? Cho nên là chúng ta phải biết thực hành cái pháp khiêm tốn. Kể đó, bây giờ nó chê mình nhát, nó chê mình dở, con kiến, con mũi cũng không dám giết nữa. Nghe nào, kể họ chê mình một tiếng không có chết. Mà khi mà chúng ta phạm cái ác nghiệp đó, chúng ta giết một con kiến, một con mũi đó, không biết chúng ta sẽ bị trả quả, chúng ta bị giết bao nhiêu kiếp sống mà nói. Đó, thành ra đó,
chúng ta sống với trí tuệ, chúng ta noi gương các bậc thánh. Bây giờ quý vị thấy rằng cao thượng như Đức Phật còn bị người ta phỉ báng, người ta chê bai, ác độc như là hít le, là nạp phá luân đồ gì đó đó. Mà có những người họ cuồng tín, họ vẫn là si tôn những cái kẻ mà quý vị thấy rằng nó tạo ra cái chết chóc ở trên thế gian này rất 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 nhiều, đem đến cái tai hại khổ đau cho toàn thể nhân loại rất nhiều. Còn cái người mà đem đến an lạc giải thoát cho chúng sanh á, mà cũng bị người ta phỉ báng, người ta chê trách thế này thế khác. Thành ra trước cái sự khen chê á, chúng ta đừng có mà ha. Nhưng mà nhớ, quý vị nhớ một điều là trong cái bài 38 điều hạnh phúc á, là Đức Phật đã dạy rồi, không xu hướng theo kẻ dẫn. Đừng có nghe mà họ tán dương mấy thằng ôm bom, đánh bom tự sát đó, về với thánh A-la này kia nọ, không có đâu. Cái suy tưởng diễn vong điên đảo kiến đó, nó rất là nguy hiểm. Những cái mà họ tán dương cái điều ác đó, mình đừng có xu hướng theo. Trong những cái tâm của mình cũng vậy, tất cả những cái tâm bất thiện, dù nhỏ nhất mình cũng phải diệt trừ nó. Nó là vậy đó. Rồi chúng ta sanh ra dòng tộc, cha mẹ, địa vị, mình đâu có quyền lựa chọn, do cái duyên nghiệp nó đưa đẩy mà. Do cái nghiệp lực nó đưa đẩy mình cộng nghiệp ở những cái gia đình nào, mình cộng nghiệp ở trong cái quốc độ nào, mình không có quyền lựa chọn. Nhưng trong cái đời sống hiện tại, sống với vô minh tiền não và sống với trí tuệ, chúng ta có quyền lựa chọn đi theo các bậc thánh nhân hay là đi theo với tà ma ngoại đạo mà đánh đôi đánh bạn với những cái người mà tạo ác nghiệp, ác bất thiện pháp. Chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có đầy đủ lý trí phân biệt được người tốt, người xấu, điều đúng ai. Thành ra đó, chúng ta đừng bao giờ mà nghe những cái lời tán dương tầm bậy tầm bạ, thiếu lý trí, không có trí tuệ. Rồi chúng ta nhắm mắt tinh càn, để cho cái tâm phiền não cống cao ngã mạn, để muốn chứng tỏ là mình cũng gan dạ, con gì tôi cũng dám giết hết. Rồi một ngày nào đó người ta nói sao, ăn cắp thì quen tay, ngủ ngày thì quen mắt, mình quen sát sanh rồi đó. Đến một ngày nào đó mình lỡ phạm tội giết người thì lúc đó luật hình, giam cầm, tù đài, hoặc là thậm chí đến cái án mà cuối cùng hết là tử hình, mình gánh với mấy thằng kia, nó xúi mình làm với nó, đâu có bao giờ nó đứng ra nó chịu tội với mình không, thấy không? Thành ra khi mà mình bị giam cầm, tù đài, bản thân mình khổ, gia đình mình khổ, hậu quả mình gánh, cho nên kệ nó,
nó có chê mình nhát gan, nó có chê mình thế này thế khác, kệ, không sao. À, tao nhát gan mà tao an ổn. À, tao nhát gan tao không có gánh lấy cái quả bất thiện về sau. À, tao nhát gan tao không dám giết con vật gì hết, cho nên tao tránh xa những cái lực pháp của đất, của xã hội trừng trị, thấy không? Còn á, bây giờ á, nghe lời nó, trời ơi, nó gạt lắm á, nó gạt. Rồi hậu quả mình gánh, cái nào đáng thực hành và cái nào đáng tránh xa, à thì chúng ta phải dùng lý trí để suy xét cẩn thận. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thứ. Dạ, con đã hiểu lời sư giảng. Dạ, như vậy là mình né tránh để mình loại trừ phiền não cho chính mình. Còn họ nói là chuyện của họ, còn mình thì mình sống với chính mình. Dạ, con hiểu rồi thưa sư. Dạ. Dạ, con thưa sư, thời gian không còn nhiều. Dạ, con xin nha câu hỏi nhỏ nhỏ nữa sư sư. Là khi mà một vị tỳ kheo mà sống ở trong rừng á, con thấy ở những cái trong những bài kinh thời Đức Phật ấy, có nhiều vị tỳ kheo sống ở trong rừng, và ngày nay thì cũng có những vị tỳ kheo sống ở trong rừng. Thì như vậy thì họ phải trau dồi cái đức tính như thế nào để họ có thể sống một mình, họ tu tập, rồi hàng ngày thì họ đi nhận vật thực của người khác bố thí, tức là họ phải tu tập, cái lực tâm của họ phải rất là mạnh, họ vượt qua cả những cái sự sợ hãi, rồi vượt qua cả những cái như là côn trùng rắn rít, những cái xung quanh, rồi thiên nhiên họ phải vượt qua, thì phải tu tập mạnh mẽ như thế nào thì mới có thể làm được điều đó, cái tâm họ phải mạnh lắm ạ. À, mà con chưa hiểu thưa sư. Dạ, sư có thể giải thích cái phần này để con hiểu hơn ạ. Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Thầy giá. Thì thường thường đó, những chúng sanh phàm nhân, phàm phu thì họ có rất nhiều những cái sợ hãi. Bởi vì so với những cái thiên nhiên bên ngoài thì con người mình rất là yếu đuối, rất là nhỏ bé. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có luyện tập, mà chúng ta cứ sống với cái nơm nớp sợ hãi hoài, mình không dám làm gì nữa. Cho nên là hồi nhỏ sư có đọc một cái câu danh ngôn của Pascal thì cũng rất là hay, là con người là một cây sậy, so với thiên nhiên ấy, thì cái sức của con người chỉ là một cái cây sậy thôi. Nhưng mà khi mà cái cây sậy đó có trí tuệ thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Cho nên á, là chúng ta phải có trí tuệ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những cái sự sợ hãi. Sống trong thế gian này mà cái gì mình cũng sợ thất bại, mình không dám làm, thì cái cuộc đời nó rất là tệ hại, thấy không? Bây giờ mình sợ ma, sợ những cái hoàn cảnh khốn khó, sợ lạnh, sợ nóng, sợ đủ thứ hết, thì bây giờ mình làm được gì? Mình không khắc phục được những cái điều kiện đó, bây giờ ma thì người ta nói vậy thôi chứ
Chứ bây giờ có ai thấy là con ma mà nó hại chết ai không? Hay là người ta sợ rồi cái người ta tưởng tượng, người ta vẽ vời ra để mà sợ, thấy không? Rồi bệnh tật thì bây giờ bệnh thì mình cái gì tìm những cái phương pháp để mình khắc phục, mình vượt qua. Thời tiết nóng lạnh thì nó có những cái phương pháp để vượt qua. Vì thấy rằng có những người có điều kiện họ sống rất nghiệt. Những người mà ở vùng Tây Tạng rồi đó, ở trên những cái núi cao mấy ngàn mét, cái đời sống của họ nó khắc nghiệt cỡ chừng nào. Còn mình nữa là cái nóng cái lạnh mình không khắc phục được để mà mình tu tập mình vượt qua thì làm sao? Cái gì mình cũng sợ hết, cái gì cũng sợ hết thì mình không có đạt được cái thành tựu gì. Chính những cái gian nan, cái khó khăn nó sẽ trang bị cho chúng ta những cái kinh nghiệm trong cái đời sống này, phải không? Bây giờ mình cứ thấy cái dòng sông nó rộng quá, phải không? Mình không dám bơi qua, thì mình mãi mãi mình cứ ở cái bờ bên này hoài. Bây giờ mình phải mạnh dạn nhảy xuống, mình bơi thử sức coi coi cỡ chừng nào. Thí dụ như bây giờ á, mình bơi có một hai cái con sông rồi bắt đầu mình thấy mình muốn đuối sức rồi, thôi bơi trở lại luyện tập nữa một thời gian. Thì mình cứ thử sức rồi mình mới biết được. Chứ còn mình đứng trên bờ này mình than thở, mình rên rỉ, mình khóc lóc thì không bao giờ cái bờ sông bên kia mà nó chạy qua bên này để cho mình dễ dàng mình nhảy qua đâu. Cho nên á, chính mình phải vượt qua những cái chướng ngại, những cái khó khăn trở lực. Hay là người ta nói mình phải vượt lên chính mình. Vượt lên những cái nhút nhát sợ hãi ở trong tâm chúng ta. Chính hai những cái điều này là chúng ta cần phải vượt qua trước thì mình sẽ đi đến thành công. Còn nếu mà cái gì mình cũng sợ hết thì mãi mãi mình chỉ là những cái người tầm thường, mãi mãi mình chỉ ở lại cái bờ bên này mà thôi. Thì xin giải thích cái câu thắc mắc của cô Kim Nhung. Và bây giờ thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Và mấy cô Hoàng Hỷ đọc lời sám hối rồi sư xin thay mặt chư Tăng phúc chúc để kết thúc buổi hoạt thánh báo này. Kính dâng đến chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, cầu mong các ngài Pháp Thể Căn An. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư Thiên ở xung quanh nơi đây, cũng như xung quanh tư gia của quý vị, quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt qua những cái khổ ách, thiên tai, yến ranh, dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và bây giờ xin mời Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, buổi học pháp đến đây là kết thúc. Con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp và trả lời các câu hỏi của đạo tràng trong ngày hôm nay ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cho những câu hỏi để sư giải thích, qua đó thì được hiểu thêm về bài học, về cuộc sống và hiểu hơn về giáo pháp của Đức Phật Gautama. Rất mong rằng bài học sau sẽ được sự đóng góp của quý vị nhiều hơn nữa để đạo tràng được sinh động hơn và cùng nhau vững bước trên con đường đã chọn. Nam Mô Bổn Thầy. Tiếp theo con xin được sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo,
cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin tha mặt chư tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi này. Pavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadaso te bhavantu te pavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadaso te bhavantu te pavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadaso te bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Tiếp theo, con xin được hồi hướng sau khi nghe pháp. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng ạ. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta so thình ca rôn tê tha quy hà ra man đa lê. Thế ra cha mai cha na hoa ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đê sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na phu ta su khi ta pha quan tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pa pa ti ca. Nhiều gia ni căng tham ma qua rằng pa tích cha tê sạp bê bi đục kha sắc ca rôn tu sang kha giang. Tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mát tha ra cha bốc ga lam. Sang khô hô tu sa mắc vô qua át tha gia cha hi ta gia cha âm mê rắc khăn tu sắc tham mô sắp bê bi tham ma cha ri nô. Bút thiên sâm ba bu này ya ma tham ma ri yak ba we đi tem. Y đằng mê bùn nhàng à sa quắc kha ya qua hằng hồ tu. Y đằng mê bùn nhàng ni bà na sa bách cha yo hồ tu. Ma ma nha phà gần sắp ba sát tà nàng phà chê mi. Tê sắp bề mê sa măng bùn nha phà gần la phần tu. Phước lành này của chúng con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Phước lành này của chúng con nguyện là duyên thành tựu được niết bàn. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả sinh linh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau cả thảy. Bút tha xà sa nằng chi rằng tít tha tu. Bút tha xà sa nằng chi rằng tít tha tu. Bút tha xà sa nằng chi rằng tít tha tu. Nguyện cầu Phật pháp được trường tồn, nguyện cầu Phật pháp được trường tồn, nguyện cầu Phật pháp được trường tồn. Dạ, buổi học pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại Rome Phật giáo Nam truyền vào các ngày thứ tư hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 6 giờ.